làm trưởng đoàn, sắm danh lễ vật, hương hoa quả phẩm, tinh khiết, tâm thành, kính dâng lên đức vua An Dương Vương Liệt Triều Hoàng đế. Kính cẩn thưa trước linh vị người, chúng con hướng về tiền, hướng về quá khứ, tưởng nhớ tiền nhân, trải mấy nghìn năm dựng xây đất nước. Thành Cổ Loa là kinh đô, hai lần là kinh đô của nước chúng ta. Và trong chương trình lịch sử lớp 6, chúng ta cũng sẽ có một bài riêng tìm hiểu về Thành Cổ Loa và nhà nước Âu Lạc của An Dương Vương. Cô sẽ đứng ở đây và nói với chúng ta về những vấn đề về ý nghĩa của vị trí địa lý của Thành Cổ Loa. Oh!